Chúng ta tiếp tục giải vòng số 6 Olympic khối 7 các em nhé. Các em chuẩn bị máy tính, bỏ túi và dụng cụ học tập. Bài thi 1. Phân số nào viết được dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn? Cái này hữu hạn, cái này hữu hạn, cái này vô hạn mà các em. Nếu có cái máy tính các em có thể chia thử đi. Nói chung mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì đó vô hạn ha. So sánh thì các em có thể thực hiện phép trừ để coi thử hiệu dương hay âm ha, hoặc là các em tính và so sánh các số phần luôn. Hai cái này sẽ bằng nhau kìa. Số 1,2 viết được dưới dạng phân số tối giản với mẫu số hàng mấy? Thầy có thể làm nhanh một bài mẫu cho các em luôn ha. 1,2 mỗi ngoặc chu kỳ 25. Nếu mà làm đúng toán học thì các em sẽ làm như thế này là bằng 12 chu kỳ 25 rồi nhân cho bao nhiêu để bằng như cũ, nhân cho 1 phần 10 ha, tức là nhân 0,1 đó. Như vậy là nó sẽ bằng 12, nó sẽ bằng hỗn số đó. Tôi copy vô trong cái phần mark time làm cho nó nhanh nha. Một phẩy hai chu kỳ 25 là sẽ bằng gì? Bằng 12 phẩy chu kỳ 25 nhân cho 0,1 là bằng như cũ. Như vậy nó sẽ bằng 12 hỗn số 25 phần 99. Cái này các em lên kênh coi chuyên đề đi, chuyên đề số thập phân vô hạn tuần hoàn ha. Người cuối cùng nó sẽ bằng gì? Nhân thôi, lấy máy tính nhân thôi. 12 25 phần 99 nhân cho 1 phần 10 và nó sẽ thành phân số tối giản là gì? Là 1,2,13 trên 990 nhé. Vì mẫu của nó là 990. Đó, những bài sau này thì làm tương tự luôn. 0 phẩy chu kỳ 153 thì bằng 153 phần 99 thôi. Cái này thuộc lâu rồi. Hai tia phân giá của hai góc kề bù sẽ tạo thành góc 90 độ. Các em vẽ hình ra sẽ thấy ngay, có thể suy luận được luôn. Rồi tiếp tục, anh này là 1 phần 9 là 0,1 chu kỳ đó. Rồi anh này là 0,1111 là lớn nhất rồi, anh này là lớn nhất nè. Còn anh này là 0,01111 là lớn nhì. Còn anh này là 0,010101, vậy là ABC luôn. Thứ tự ABC là giảm dần ha. Vậy là CBA là tăng dần. Cái này là 77 phần 99 nhân cho 9 thì bằng 7. Cái này thì các em sẽ chuyển thành một chu kỳ 23, tức là 1,23 phần 99 rồi các em nhân với 0,1 lại thì nó bằng 61 phần 495.
Rồi, cái này thì dễ rồi. 3 phần, 2 phần, 5 phần cộng lại là 10 phần. 10 phần cộng lại bằng 20, vậy mỗi phần sẽ bằng 2. Vậy 3 này sẽ là 6, 4, 10. 6, 4, 10. Người ta hỏi gì? X không? Vậy x bằng 6. Cái này các em tính kỹ thuật thôi. Tính kỹ thuật nó ra. Còn nếu bí thì mình bấm máy ha. Nhưng mà hạn chế bấm máy nha. Nếu là thi cấp bách về thời gian thì ta bấm máy. Chứ bình thường các em cứ bấm riết là nó lục lục cái kỹ năng suy luận toán học của mình luôn á. Kết quả sẽ bằng 7 phần 2 á. Bài thi số 2. 5 chướng ngại vật. Không phẩy năm cộng cho 3/9 cộng cho 0,1 chu kỳ 6. Hai phẩy năm cộng 1 chu kỳ 6. Trừ cho 0,8 chu kỳ 3. Đáp án sẽ bằng 3/10 ha. Ồ, xin lỗi.
thể là bấm trực trên máy rồi. Các em lần sau các em bấm các em phải luôn luôn nhìn màn hình nha. Những bài bấm mà mình chỉ lo bấm phím mà không nhìn màn hình thì sẽ chỉ cần lệch một cái dấu hoặc là lệch một con số thôi là mình sẽ sai. Đó là cái lỗi đáng tiếc. Thà bài nó khó, bài dễ bấm máy mà mình lại để sai thì quá đáng tiếc đấy. Rồi ta tính cái mặt vuông này cho nó chắc nè. Bốn 20/21 trừ 5 chia cho 41/42 trừ 1 63/64 thì nguyên cụm nó ra âm 128 thôi. Âm 128 nhân cho x bằng âm 128 thì x bằng 1 rồi. Rồi x là 2 phần. Vậy 3x là 6 phần. Y là 3 phần. Vậy 4y là 12 phần. 6 phần với 12 phần là 18 phần. 18/36 vậy mỗi phần sẽ bằng 2. Vậy x là sẽ là 2 là 4, y là 3 nhân 2 là 6, 46 em. Vẽ hình trên nháp tam giác ABC. Phân giác góc A. Cắt BC tại D. Góc A là 80 độ thì phân giác ra mỗi bên là 40. Góc B là 70. Vậy theo định lý tổng ba góc thì góc ADB sẽ bằng 70. Em vẽ hình này em sẽ thấy thôi. Tiếp tục cho phân số 13/29 thêm cả tử và mẫu cho k, vậy ta được phân số mới là 13 cộng k, mẫu là 29 cộng k và phân số này bằng 1/3. Vậy các em đi giải bài toán 13 cộng k nè trên 29 cộng k thì bằng 1/3. Giải bài toán này thôi, nhưng chéo lên là giải hoặc là giải trực tiếp bằng máy tính tùy các em. Nhớ đừng lạm dụng máy tính nhiều nha, các em sẽ quen thành thói quen xấu đó. Sau này lên lớp 9 ta đi thi học sinh giỏi không được. Vậy là k sẽ bằng âm 5 nhé. Ta có thể thử lại ha. 13 cộng âm 5 là sẽ thành 8. Còn dưới là thành 24. 8/24 thì đúng bằng 1/3 luôn. Lại vẽ hình. Tam giác góc B lớn góc C. Phân giác ngoài góc A. Cắt BC tại E. Vậy phải kéo dài BC nó mới cắt. Giờ góc A bên trong là 60 độ. Thì góc A bên ngoài là 120 mà chia đôi vậy mỗi góc cong cũng 60 độ à. Rồi góc ABC xin lỗi góc AEB là bằng 15 độ. Như vậy là trong tam giác ABE, trong tam giác ABE các em dùng định lý tổng ba góc, các em sẽ tính ra góc ABE là bao nhiêu. 180 trừ 60 trừ cho 15 nữa là bằng 105.
Đó chính là góc ngoài tại B ha. Như vậy góc trong tại B tức là góc ABC đó sẽ bằng 75 độ. Vẽ hình ra đây các em sẽ thấy liền. Chủ yếu là định lý tổng ba góc thôi. Quy về một tam giác, biết hai góc sẽ tính được góc còn lại. Rồi. X là 5 phần. Các em nha. X là 5 phần. Vậy ta sẽ có là 5k bình. Không? 5k bình cộng cho y là 7 phần. 7k. Rồi trừ cho z là 3 phần. Và nó sẽ bằng 585. Và từ đây các em sẽ suy ra k thôi. Dùng máy tính hoặc là giải bằng tay đi. 5 bình 25, 7 bình là 49. 25 cộng 49 trừ cho 9 nè là bằng 65, không? 65k bình là bằng 585. Vậy từ đây các em sẽ suy ra là gì? K bình á là bằng 585 chia 65. Vậy là K bình bằng 9 nha. Từ đây chúng ta suy ra là K bằng cộng trừ 3 ha. K bằng cộng trừ 3. Nhưng mà ở đây K dương hay âm đây? Thì ta lấy x y giá là số dương vậy. Ta lấy K là dương đi. K bằng 3 ha. K bằng 3 rồi. Thì x là 5 phần. Này 7 phần. Này 3 phần. Vậy x sẽ bằng 15. 53 15. Y là 73 21. Z là 33 là 9. Thì cộng lại bằng 45. Đúng không? Xong. Nó này giải bình thường thôi. Lấy số bị trừ trừ đi hiệu thôi. Âm 1,1. Chu kỳ 6 trừ cho trừ 500 phần 750. Bằng âm 1,2. À xin lỗi, âm 1/2. Rồi thầy có thể giới thiệu các em cái máy tính 570 VN Plus nè. Ta gõ nè, âm 1,1 chu kỳ à, alpha chu kỳ nè, 6. Rồi. Không? Trừ gió này, trừ cho mở ngoặc, âm 500 phần 750. Đó. Là ra ít thôi, âm 1/2. Đổi ra số phần, âm 0,5. Âm 0,5. Vậy là xong ha. Cái này thì các em có thể dùng chức năng vừa rồi thầy dạy là được. Rồi giờ thầy lấy A trừ cho B, coi ra dương hay âm nhé. Giờ 0, chu kỳ 23 cộng cho 0, chu kỳ 76 là bằng 1. A là bằng 1 nha. Còn bên kia là 0, chu kỳ 321 cộng cho 0, chu kỳ 678 cũng bằng 1 luôn. Nhập kết quả dưới dạng số phần gọn nhất. 0,5 chu kỳ 3 đem chia cho 0,58 chu kỳ 3 nhân cho 0,875 4/5 kia.
Vậy là 0,8. Rồi. A là 3 phần. Vậy 2A là 6 phần ha. B là 8 phần. Vậy là 3B là 24 phần. Trừ cho C là 5 phần. Vậy là 6 phần cộng 4 phần là 30 phần trừ 5 phần là 25 phần bằng 50. Vậy mỗi phần sẽ bằng 2. Mỗi phần bằng 2 thì A cộng B cộng C là được 16 phần. 16 nhân 2 là 32. Vậy thôi. Như vậy là ta đã hoàn thành xong vòng thi số 6 với số điểm tối đa. Đây, tạm biệt các em. Gặp lại các em ở trong bài thi tiếp theo ha.